Đây là làng năm tư dân tộc, đi trên xe điện, Bên này này. văn hóa đấy. Đây các tòa nhà làng làng kiểu làng cổ ngày xưa. Ui giời, đẹp thế, đang dừa. Thế ngồi sau là nhìn đường xưa. Đây là một cái tốc độ rất là cao. 30 km/h. Này, 50. Ui giời. 50-60. Nhưng mà bà chị lái lụa phết đấy. Chạy đảo này này phải bằng B2 à, bằng B à? À chị cứ đi đi, và em chủ yếu em đi cho nó sướng. Mát rồi đấy. Đây là làng năm tư các dân tộc, không hiểu đây là dân tộc gì. Dân tộc gì kia. Việt Nam có rất là nhiều các danh lam thắng cảnh các bạn nhé, rất nhiều các văn hóa khác nhau. Đây là một dân tộc có những hình tượng gỗ đây. Tượng gỗ rất là đơn sơ mà rất là mang một ý nghĩa rất là sâu sắc. Kia có mẹ cõng con này, cụ già này, rồi hồ lô này, công nhân bưng gạch này, khỉ này, vượn này, phụ nữ học sinh này. Ui, rất là nhiều các bức tượng khác nhau, rất là nhiều các văn hóa. Ơi, ta có thể thấy những cái bức tượng mà thực sự là chưa thấy bao giờ trong đời luôn. Đây các bạn nhé, đây là bà bầu, bà bầu khỉ chuồng. Hey, bà bầu khỉ chuồng nhìn rất là dã man. Đây các bạn nhé, bên này thì đây không hiểu là con gì, không hiểu đây là con gì các bạn, nhìn khá là cục xì ngầu, cục xì ngầu. Và đây ở trên này là không nhầm là xưa, biết phải cây xưa không. Rất là nhiều các bức tượng. Đây các bạn nhé, ông này thì là ông này, ông ấy là gọi là che bao rồi. Đây, đây súng này là đạt chuẩn là 25 sen đấy, nhưng mà ông này chắc đi phang phang phập nhiều cho nên là vỡ súng. Ông này ông phang quá vỡ hết súng, rất là to và dài đấy, chai bao bị chắc là ông cặp bồ bị vả rụng cả răng đấy. Ông phải bôi bác, nhưng mà ông này ông ấy ác lắm. Đây chắc ông ấy gặp bà này vẫn bụng như bị đánh cho rụng cả răng. Rất là nhiều các bức tượng với các biểu tượng khác nhau. Thì kia là một cặp yêu yêu đương. Đấy. Đây cũng là một cặp yêu đương. Ui giời ơi, súng ống các kiểu bồ bịch. Nói chung là vào cái khu này thì nó là thiên đường luôn các bạn nhé, thiên đường sung sướng. Đấy. Ác không, nhìn trông rất là ngầu. Anh chàng này là anh Đỗ Duy Khánh, anh đang ngồi uống cà phê suy nghĩ xem ngày mai là như thế nào đây. Cuộc sống rất là ngầu, rất là nhiều các bức tượng mình có thể liên tưởng được khác nhau nha các bạn nhé. Đây cô gái này thì đang ngồi ở đây đang chờ đợi một điều gì đấy. Rất là nhiều các thú vị. Đây là một thanh niên vác súng này, thanh niên nàng vác súng này bảo vệ buôn làng đây đấy. Quả súng này thì là gọi là đại bác rồi. Đây, bên này đây, chị này chị đang đánh đàn guitar. Chị bên này thì chị ấy đang bế con cho con bú. Ai da. Rất nhiều các bức tượng đặc biệt. Nói chung là cũng nhiều cái văn hóa khác nhau các bạn ạ. Mỗi một tỉnh thành, mỗi một thành phố, mỗi một dân tộc thì sẽ có một nền văn hóa khác nhau.
Nay mình sẽ quay sơ qua cho các bạn để cùng tham quan với các bạn nhé. Khi chúng ta đến với làng văn hóa 54 dân tộc thì có rất là nhiều các biểu tượng khác nhau. Đấy. Những hình đục rất là đơn giản từ gỗ thôi nhưng mà rất là bền các bạn nhé. Cực kỳ là đẹp. Đây là làng dân tộc Ba La. Dân tộc Ba La. Đây có gác cổng. Gác cổng ấy khiếp quá. Trong này là trưng bày các sản phẩm lưu niệm. Người Ba La người ta nuôi gà các bạn nhé. Ba La nuôi gà ta thôi, không nuôi cả gà Ba La. Đây là các sản vật Gia Lai, cà phê Trung Nguyên. Đây là những ngôi nhà của dân tộc Ba Sla. Nhà dạng nhà ranh, mái cho mái 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 cỏ ranh các bạn nhé. Những cái trò chơi rất là dân gian luôn. Cái là nhà rông các bạn. Không hiểu cái nhà này thì họ lợp kiểu gì được mà không bị rơi mái xuống, cả một nghệ thuật. Mái dốc lắm các bạn nhé. Mái gần như là dựng đứng luôn. Đây có cả các trò chơi luôn. Rất là đẹp. Đu quay, trò chơi dành cho trẻ con rất là nhiều. Ngôi nhà rông này mình sẽ lên tham quan nhé. Đây, dân tộc Ba La thì cũng có nhà sàn các bạn nhé. Nhà sàn thì đặc biệt chúng ta coi cầu thang rất là bé đấy các bạn. Có một cái tay vịn ở đây. Đấy. Cầu thang tay vịn rất là nhỏ luôn. Cái cửa khi đi vào thì có cái trống. Trống thủng rồi các bạn. Đây thì nhà dân tộc Ba La Giói. Ba La Giói đi được vào nhỉ. Đây. Chúng ta có thể nhìn thấy ngôi nhà rông này các bạn nhé. Lần đầu tiên là đi vào những ngôi nhà rông như này. Quả thật là rất là ác luôn. Không hiểu làm sao người ta lợp được những cái mái dốc như này các bạn. Các bạn có thể thấy không? Mái dốc dựng ngược luôn luôn. Kiến trúc bên trong của chúng ta có thể nhìn thấy họ làm rất là chuyên nghiệp. Kiến trúc người ta làm bên trong dạng thang như này thì nó sẽ rất là chắc khỏe các bạn nhé. Thì bên trong đây các sừng này, gỗ này, đây là bếp này, bếp của chúng ta đây, trong kia là hũ, mỡ, hũ thịt, canh này là được bảo tàng người ta treo, trên này có thờ ảnh Bác Hồ và đây là một cái trống, trống cổ các bạn nhé, trống này chắc là trống Ba La xịn luôn, trống lớn của Ba La xịn luôn, da thật các bạn ạ. Da trâu da bò thật đấy nhưng cũng bị hỏng gỗ thôi, lâu ngày nó bị bung rồi. Đó, trên này lại có con rùa hay phong tục của người ta này. Những con giáp ở trên này, những bình rượu đây. Đó, bên này thì có cối các bạn nhé, bộ là như kiểu bộ giã gạo ấy. Dân tộc Ba La thì có những cái trò chơi xích đu và ghế đu rất là đặc biệt các bạn nhé, rất là đẹp. Có cả trang phục của người ta luôn. Khu này có chuông gió này các bạn này, khu vực không sờ vào hiện vật. Đây người ta sẽ có chuông gió nhưng mà chuông gió này được được thiết kế bằng nước hay sao các bạn ạ? Đây. Rất là hay. Đấy. Kéo đi kéo lại và tạo ra tiếng cọc cạch cạch các bạn ạ, cực kỳ là đẹp luôn đấy. Hai ông anh này thì hiện tại đã bị dừng không chạy được rồi, tức là hết cơm không chạy được các bạn, đang nghỉ lỗi kỹ thuật hết cơm. Đây là cái miếu các bạn nhé, đây dạng như miếu thổ công thổ địa ở góc vườn đấy, người Ba La đấy các bạn nhé. Đây là khởi nguồn của cái dàn chuông gió đây, chúng ta có thể nhìn thấy có một cái dây người ta sẽ đưa ra kia để đi ra kia để làm nên một đàn chuông gió đấy. À, chuông gió được tạo lên từ từ dây này qua một cái này rồi. Cái này dạng như kiểu giã gạo bằng nước các bạn nhé, kiểu như giã gạo bằng nước này. Nước thì cũng
đục lắm, không có sạch đâu. Đầy nó sẽ tràn, tràn nó lại nổi lên. Đấy. Bên trên này nó có một hàm non bộ. Để người ta bơm nước từ trên kia xuống. Đấy. Nguyên bản thì nó phải là thác, nhưng đây người ta bơm. Thì ở đây không có thác các bạn nhé. Người ta tạo hóa ra thôi, con người người ta làm nên. Ở đây để tư vấn văn hóa hay không? À, ngồi đây là để làm đồ thôi chứ không phải là để hướng dẫn du lịch à? Thế đồng phục này là đồng phục của dân tộc gì cô? Ba Lan luôn, mình là người Ba Lan luôn hay mình là người ở đây? À. Thế mình làm cái này mình bán đúng không? À, thế là mình ở đây mình quảng cáo hình ảnh luôn. Hay quá nhỉ. Thế cái ống chiêng này thì mình biểu diễn hay ai biểu diễn hả cô? Bây giờ 1 giờ hơn rồi. Cái này là giờ, tí nữa có người biểu diễn này. À. Đó. 2 giờ là ở ở các nàng nào, ở dân tộc nào cũng có biểu diễn hết à? À, thế mình đi hơi sớm nhỉ. Vâng, cho cảm ơn nhé. Các bạn nha. Đây rất nhiều chỗ để vui chơi cho trẻ em người lớn đều chơi được. Đây cũng là nhà dân tộc Ba La Giói 9B. Trong này có người ở. Đây là nhà có người ở các bạn. Nhà có người ở trong này. Bạn có thể thấy có một chú đang ngủ không làm phiền, trong này là trưng bày các sản phẩm của dân tộc. Dân tộc Ba Lan có cái đặc biệt là nhà bạc rất là nhỏ trong này. Chú ăn cơm hả chú? Cháu vàng cháu xem qua tí nhé. Này là nhà mình, gia đình mình ở đây luôn hả chú? Các chú cứ ăn cơm đi. Vâng. Rất là đẹp luôn. Những cái cây hoa rất là đẹp. Không biết là hoa gì. Này là mình ở luôn hẳn đây hả chú? À, mình lên trên là 3 tháng một lần. À. 3 tháng thì thay đổi gì khác. Thế bình thường là tối vẫn có người ở đây trông chứ? Vâng. Nhà. Chú ở đây đấy. Vâng. Ở đây trên trên mà. À thế ạ. Đêm này. Ở là mai mà đây là mua 3 ngày. Này chủ yếu là mô hình thôi đúng không chú? Tượng trưng để văn hóa đẹp nhỉ. À kiểu này mát. Thôi cháu đi chơi một tí cháu tham quan. Vâng. Vâng. Đây có gì ăn không anh? Ở đây không có gì ăn ạ, vì bên đây chỉ có uống thôi, đi bim cà phê cà cao. Có kem không? Có, kem. Cho em cái kem. Đây con mới này. Vâng. Con ăn kem này. Ừ, con lấy rồi. Em ăn kem gì? Đây. Kem gì cũng được nhưng mà biết là ngon đúng không? Dạ dạ. Này. Hai kem siêu ngon luôn các bạn. Đây có rất là nhiều các anh thổ cẩm. Luôn nhiều lên nữa anh ạ. Gà này là gà ta, gà Ba La hả anh? Gà Ba La luôn à? Bé nhỉ? Đấy, rồi đông. Rồi, không đi bắt anh đi. Đây là điểm xe buýt các bạn nhé. Điểm xe buýt để bắt xe buýt đi các làng văn hóa tiếp theo. Đây rất là nhiều các điểm dừng. Đây hiện tại mình đang đứng ở đây, đang là ở miền Trung rồi các bạn nhé. Đấy, miền Trung rồi. Mình ở đây theo bản đồ của Việt Nam luôn, là đi từ miền Bắc vào miền Nam. Đấy, hiện tại đang ở làng Ba La. Ba La tiếp theo sẽ đến Sơ Đăng, Cu Tu, Đô Lai, Khơ Mú, Ơ Đu ấy. Đấy, đi hết các tỉnh của Việt Nam các bạn nhé. Đây đang ở miền Trung rồi. Các bạn đón chờ mình đi các vùng miền tiếp theo.
đây là đền Champa các bạn nhé, đền hay chùa Champa đây. Ở đây là chùa Khmer, xin lỗi các bạn, đây là chùa Khmer, ở đây là cộng đồng người Khmer các bạn nhé. Đấy. Cổng rất là đẹp luôn. Đây là cả một khu chính của khu dân tộc Champa, giữa là có đài phun nước các bạn nhé. Bên này thì đây gần khu trung tâm luôn, rất là nhiều các điểm chơi. Đấy. Khmer vào chúng ta sẽ thấy có một cái cổng rất là màu vàng, rất là hoành tráng luôn. Đây là biển hiệu chùa Khmer các bạn nhé. Chữ này là chữ dạng như chữ Thái ấy. Chữ Thái hay chữ Lào ấy. Rất là đẹp luôn. Màu vàng, đặc trưng của người đặc trưng của Khmer thì là đây. Chúng ta làm cái cầu bậc, khi đi vào chúng ta phải đi qua bậc, sẽ đi xuống bậc như này. Xuống bậc như thế này thì có rất là nhiều các cổng các bạn nhé. Hiện tại đi vào là qua hai lớp cổng rồi. Đây là cổng bên thứ ba. Bên này là cái gì đây? Đây là chỗ hóa vàng rồi các bạn. Đây là chỗ hóa vàng. Đấy. Rất đẹp luôn, rất nhiều chùa hóa vàng. Khi vào cổng chính của chúng ta thì sẽ có những cái bức tranh như thế này. Không hồn nào, không hút thuốc, vệ sinh chung, nơi tôn nghiêm. Đây là chùa các bạn nhé. Chùa này thì là chùa thật, chứ không phải là chùa mô hình như những cái ngôi làng ở ngoài kia. Thì đây, ở đây người ta có ghi là để giày dép ở ngoài. Mình sẽ ở đây tham quan. Đây là các trang phục. Đây là du khách các bạn nhé. Du khách đến tham quan và chụp ảnh. Rất là đẹp. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp. Đấy. Chùa Khmer. Thì là cánh cửa của ngôi chùa Khmer thì được làm hoàn toàn bằng gỗ các bạn nhé. Gỗ thì chạm trổ rất là đẹp. Ở trong này người ta sẽ không cho đi giày dép vào. Trong này thì là ngôi chùa thật các bạn ạ. Có bát hương, có đầy đủ hết. Chứ không phải là mô hình như những cái khu khác. Trên này trang trí thì cực kỳ đẹp luôn. Điện sáng. Này thì được làm đa số là bằng bê tông. Khung thì khung bê tông, còn một số chi tiết thì bằng gỗ như cửa, cánh, các thứ thì bằng gỗ các bạn nhé. Nền nền đá hoa này nói chung là khá là hiện đại rồi. Nhưng mà chùa Khmer này thì rất là rộng. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy rộng. Nhìn từ phía trong ra thì cái cổng của chúng ta rất là đẹp luôn các bạn nhé. Này thì có thể là nước ngập xung quanh. Khi chúng ta ở trên này thì hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Đấy, đi ra đi vào thì phải đi xuống dưới bậc để đi lên. Ra làm người ta đã có tính toán hết rồi. Rất là đẹp, đẹp luôn. Rực rỡ một màu vàng luôn các bạn. Đấy, cổng khi nhìn từ trong ra đấy. Đây là một bức tượng bằng đá bê tông các bạn. Rất là nhiều các hình mẫu. Đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Biểu tượng này là biểu tượng của không biết của làng văn hóa gì, không thể có tên các bạn nhé. Rất là đẹp, màu hồng. Cái khả năng này của dân tộc Chăm. Đây là khu vực trung tâm của làng 54 dân tộc các bạn nhé. Đây. Trong này là khu triển lãm tranh, tranh ảnh ở giữa trung tâm luôn. Trước mặt chúng ta đây là một bức tượng đài, biểu tượng cổng. Rất là nhiều những cái cổng như này các bạn nhé. Và chúng ta sẽ đi về bên này để xem thác Champa, ngôi tháp Champa các bạn có thể nhìn thấy xa xa kia. Đấy, mình sẽ vào gần để quay tháp Champa cho các bạn xem. Dân tộc Chăm các bạn nhé, là đẹp. Đây các bạn nha, mình sẽ giới thiệu các bạn nghe tháp của dân tộc Chăm. Đấy. Khu vực tháp được xây bằng gạch đỏ rất là đẹp luôn. Đấy. Champa người ta có những cái
tháp rất là cổ kính luôn, với kiến trúc thì cực kỳ là độc đáo luôn. Kiến trúc này thì chỉ có Champa mới có các bạn nhé, các dân tộc khác thì sẽ không có kiến trúc như này. Và hôm nay ở đây có một tổ chức building cho một trường học nào đấy, rất là rôm đông vui thì đấy, rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ đi vào để tham quan các bạn nhé, xem tháp ở Champa thì người ta sẽ làm như thế nào. Chúng ta sẽ lên đây để tham quan. Và ở đây thì cũng đã có là bảng thông báo là không được mặc váy ngắn ở đây, cộc quá đầu gối, nhưng mà cũng có rất là nhiều người ta vẫn mặc váy ngắn lên đây. Trên này thì là nơi linh thiêng tôn kính nên là yêu cầu mặc quần áo dài. Đây, sẽ ngó qua chỗ này một chút xem. Đây, trên này là hát đây. Mình sẽ đi vào đây thăm văn hóa ở đây. Trên này có một đền thờ, mình sẽ vào đây để tham quan. Đây là điện chính các bạn nhé, điện chính thờ rất là cao, cao vút chỉ luôn các bạn. Công nhận người ta xây rất là đẹp. Gạch này thì nhìn có vẻ cũ thôi nhưng mà nó là mới tinh các bạn nhé, mới tinh thôi. Làm người ta mài rất là phẳng, rất là đẹp. Rất là nhiều những người người ta vẫn mặc quần đùi đi lên đây. Đền thờ chùa chiền vẫn mặc quần ngắn, ý thức khá là kém. Khu này thì rất là rộng luôn. Kiến trúc thì cực kỳ là đẹp. Phía bên này có những cây hoa đại. Đó, xung quanh của chúng ta đây rất là nhiều các cảnh quan và bãi cỏ. Bãi cỏ rất là rộng và đẹp. Chúng ta sẽ đi tham quan một vòng xem kiến trúc của người Champa như thế nào. Đẹp không các bạn? Kỳ là đẹp luôn. Đây được trang bị các đèn chiếu sáng ở các góc để có thể chúng ta nhìn được nó rất là đẹp, đẹp nhất có thể. Với những góc nhìn từ phía cạnh bên này thì chúng ta thấy kiến trúc của người Cham rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, họ xây được những cái tòa tháp mà từ lớn đến bé, từ to đến nhỏ chồng lên nhau rất là cao thủ luôn. Rất nhiều các tượng người ta gắn ở bên ngoài kia. Đó là kiến trúc này rất là đẹp. Các bạn thấy thế nào? Đánh giá thế nào về kiến trúc của người Champa? Hãy cho mình một bình luận bên dưới nhé các bạn nhé. Đi về tham quan ngôi nhà này. Nhà sàn. Nhà sàn này là của dân tộc gì đây? Đây là nhà có người ở các bạn. Có giường chiếu đệm đây, chắc là người ta thuộc dạng ở villa rồi. Villa nhà nghỉ rồi. Không vào được. À, chỉ đi tham quan những cái khách sạn mà để cho thuê các bạn nhé. Khách sạn này cho thuê để những cái tour đi dài ngày thì người ta sẽ ở đây. Đấy, rất là đẹp. Cảnh quan ở đây thì khá là hữu tình luôn. Cỏ tất cả thì đều được đổ bê tông đường đi và ốp đá xanh hai bên đường các bạn nhé. Cỏ được cắt tỉa thường xuyên, khá là sạch sẽ. Về phần vệ sinh thì mình thấy khu này thì 54 dân tộc này rất là đẹp, sạch sẽ, giá thì cũng vé thì rất là mềm đấy các bạn nhé, không có gì là đắt đỏ hay là gì cả. Mà thực sự là vào đây để mà chơi những ngày cuối tuần, những ngày nghỉ thì quả thật là rất xứng đáng khi bỏ ra với giá vé là 100.000, chưa đến 100.000 một người lớn, là bao gồm cả xe điện, cả vé tham quan các bạn nhé, khá là hợp lý đó. Bức tượng văn hóa của người Champa rất là đẹp luôn. Bạn thấy bức tượng phía xa xa kia, người ta còn ngồi lên nhau, ngồi lên nhau, chồng lên nhau, rất là nhiều người luôn.
Đây các bạn nha, đây là những cái chiếc thuyền. Thuyền nó có dạng như kiểu đua thuyền đấy các bạn. Biểu tượng mô hình rất là đẹp. Phía bên ngoài này thì là ra khu vực cổng ở đây. Khu vực cổng của khu Khmer và Chăm. Rất là hoành tráng, khu này cực kỳ hoành tráng luôn các bạn. Tham quan hết các kiểu luôn. Đây nha các bạn nha. Khu du lịch của chúng ta đây, ôi trời, quá đẹp luôn. Thấy chưa, sáng suốt chưa, ngồi đây mát. Siêu, chúng ta sẽ quay theo kiểu lùi ra xa dần các bạn nhá. Ôi trời. Đây gọi là làng Việt Kiều, làng Nam Tư dân tộc. Làng Nam Tư dân tộc thì sẽ rất là rộng, có đủ các dân tộc luôn các bạn nhá. Ở bên kia còn họ đang xây chưa hoàn thiện nữa kìa, rất là rộng luôn. Đấy, hôm nay mình sẽ quay từ phía sau các bạn nhé, ngồi sẽ cuối xe điện quay thì nó sẽ được tầm nhìn nó sẽ được rộng hơn. Đấy, góc nhìn chúng ta sẽ thấy nó mới lạ, rất là đẹp. Đây là đường sông, trên này có khu vui chơi ở trên này, ở quảng trường luôn. Bên này là sông, sông hồ, cực mát luôn các bạn ạ. Sông hồ mát thôi rồi. Người ta trồng ở rau luôn kìa. Đây là khu dân tộc Khơm Mú. Đây là người ta trồng ở rau luôn. Khơm Mú với cả Udu. Udu. Nhà rất là thấp luôn các bạn nhé. Cái ngôi nhà đây là làm kiểu thấp lì tì luôn. Người ta trồng rau. Rất là lạ. Ê. Người dân tộc ở đây. Úi dồi dồi, sách vở rồi. Nàng ở đây thì thuộc cái nhà siêu mini ha. Đẹp tí teo. Đi ra đây. Khu này là khu dưới đây. Quá ma luôn. Quá đẹp luôn. Đây người ta đang thiết kế các bạn. Đang làm lại những cái khu rất là VIP. À, khu vui chơi đây. Dân tộc người Thái, người Mường. Đây ra khu gần cổng rất là nhiều Thái, Mường, Dao, Tày ở tất cả khu ngoài này các bạn nhé. Nay mình đã đi hết gần như là một vòng quanh những khu làng Nam Tư dân tộc thôi. Còn những cái nhà đã bỏ hoang không còn được chăm chút nữa. Đây là rừng luôn các bạn, rộng bát ngát luôn. Đấy. Nhưng mà vào đây thì chúng ta phải đi bằng xe điện, không thể đi bộ được các bạn nhé. Rất là xa. Đây, khu này là khu dành cho người Tày. Tày thì có những cái mái nhà kiểu này, nhà sàn. Đây, chợ vùng cao phía Bắc. Rất là đẹp, khu này thì rất ít người tham quan. Bởi vì cái này đó thực tế nó sát với người dân của chúng ta rồi. Ta hoàn toàn có thể biết được những cái văn hóa đó. Đây là lùng tung sùng. Đây là điểm đầu tiên khi chúng ta đi vào. Chúng là chơi thế này cũng rất đã rồi. Ui giời. Cực mát luôn các bạn nhé. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài. Đó. Đi một vòng ra ngoài các bạn nhé. Rộng luôn. Đây. Khu này rất là đẹp luôn các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đây, các đoàn khách thì chiều cũng cứ vào lượm lượm luôn, đông đi theo tour theo đoàn luôn. Đấy các bạn, trên kia người ta đang tiếp tục xây dựng những cái khu làng dân tộc khác, còn đang phát triển rất là nhiều. Cái khu này nó rộng đến 12 cây số các bạn ấy. Khu này nó rộng đến 12 km luôn, cho nên là đi thoải mái luôn, không bao giờ hết. Nếu mà đi bộ chắc phải mấy ngày. Đi xe điện thì nhanh thôi, nhưng mà đi bộ chắc phải mất mấy ngày thì khu này thì không hiểu nổi. Rất là đẹp luôn. Nếu mà chúng ta đi vào đây thì, nếu mà được đi xe địa hình vào đây thì nó là nhất luôn. Nhưng mà xe địa hình thì chỉ được đi ở khu ngoài đấy các bạn ạ. Trong này thì không được đi vào. Chúng ta sẽ không cho đi xe địa hình ở trong này. Thì xe địa hình thì chúng ta có phải thuê ở ngoài đầu cổng với giá là 600.000 một tiếng các bạn nhé. Tương đương với cả 100.000 trong 10 phút. Ta sẽ được tự lái xe địa hình, mô tô 4 bánh đấy. Đi vào rừng, đi các đường gập ghềnh. Xe có thể chở được
hai người lớn và một trẻ em. Có 20 gói là thuê 30 phút và thuê 1 tiếng. 30 phút thì là 300, 1 tiếng thì là 600. Đấy. Vừa nãy mình đã tham khảo qua và tí nữa chút nữa mình sẽ ra thuê bằng xe, không thì mình sẽ thuê một xe để đi trải nghiệm cho các bạn xem nhé. Bên đây này chỉ để chơi thôi các bạn ạ. Đây là các bạn nhìn dòng sông con cầu rất là đẹp luôn. Đầu tư rất là ác. Ui. Mát thôi rồi luôn. Nau sậy keo. Trở lại tuổi thơ rất nhiều người. Đấy. Và kia là như kiểu tà hội trường các bạn. Thực kia là đẹp. Thung lũng hoa, làng vạn hoa. Giọng mênh mông, đi xả, đi xả. Ở trong này gọi là mê cung luôn các bạn nhé. Nấu sậy như đi vào rừng luôn. Rất là rộng. Khi vào thì đi một đường, khi ra đi một đường các bạn. Không đường nào giống đường nào nhé. Đấy, tất cả các đường đều khác nhau. Nên là vào đây bắt buộc phải lên xe điện, không thì sẽ không biết đường ra luôn. Thì đường trong này là đường nội bộ, không có trên bản đồ các bạn ạ. Mình có xem qua bản đồ thì không thể chỉ dẫn ở trong này đâu. Trong này thì là đường nội bộ thôi. Rất là rộng và rất là khó đi. Đấy. Hoa đẹp không các bạn? Hoa rất là đẹp luôn. Con đường rất là sạch, cây cỏ thì mọc hai bên nhưng mà phải nói là rất là sạch luôn các bạn nhé, không một tí bụi bẩn nào, chỉ toàn cây cối á. Như con đường này để mà đi bộ cũng thích. Đây, ra cái tập thiết ở đây. Đi ra đây chúng ta ra lại xe. Đấy. Này, đi xuống đây. Khi xuống bãi xe thì chúng ta sẽ được nghỉ ở đây. Đó. Ta thấy thế nào? Rất là đẹp. Cực kỳ đẹp.